được voi đội Hai Bà Trưng, loài người đã có một cơ thể hoàn hảo, đội trên đầu một bộ óc vĩ đại, nhưng vẫn muốn toàn quyền kiểm soát 100% năng lực não bộ. Nghiên cứu cho thấy, bộ não con người mạnh như máy tính lượng tử, tức là mọi việc không chỉ có đúng hoặc sai, mà là một khúc vô tận giữa đúng và sai. Chỉ có vậy mới xử lý được lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày. Dường như bộ não và ý thức loài người được sinh ra là để cho nhau, không thể đem ý thức này cài cắm vào đầu các sinh vật khác và ngược lại. Và để có một cơ thể khỏe mạnh lưu giữ ý thức đó, bắt buộc não bộ phải dành tài nguyên cho hoạt động sinh tồn. Não người rất kỳ diệu, nhưng nếu bạn đòi kiểm soát 100% năng lực não bộ thì không thể, bởi lúc bấy giờ bạn sẽ chết ngợp trong hàng tỷ tỷ phản ứng hóa học buộc phải xử lý mỗi ngày chỉ để phục vụ việc ăn uống ngủ nghỉ. Bạn có muốn không?